cơ khí Nam Bon xin mến chào các bạn nha. Hôm nay mình quay con máy này cẩu ra ngoài đó đang bắt bánh lòng vô đang giao bạn chở cho khách nha. Cẩu là tới thuốc này là mình trước luôn các bạn. Con máy đã xong các bạn ơi, bây giờ cẩu ra ngoài trống mà đang bắt bánh lòng vô. Đó là tới đây các bạn, là tới đây đang đó để nhả. Bên kia bắt, bên đây bắt luôn bạn, hai bên rồi đó. Bây giờ bắt vô xong nữa rồi để máy là chạy ra ngoài lên xe. Bên đây mình chỉ bắt hai con các bạn, bạn lên xe đâu rồi xuống tới chỗ mới tháo bánh này, gắn bánh lòng vô mới đi vô bắt nó hết nha, cho nó gọn trên xe gì để bánh lòng hai bên nó bự, nó cái thùng không vừa bắt buộc phải gắn gì đó mà. Đánh cái bóng lên. Ui. Lại đây. Thank you.
Đây các bạn, bây giờ đã xong rồi các bạn ơi, bây giờ nổ máy nha. Quá dữ, quá dữ. Hỏng như thùng mà. Đây bây giờ cậu lên xe bạn ơi, xong rồi, đã xong rồi nha. No!
Rồi vậy đã xong cho cái khí nằm bon cũng kết thúc video này. Chúc các bạn ngày mới tốt lành nha. Hẹn lại video sau. Bye bye.